Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 9 tháng 9 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, với rãnh áp thấp ngang qua khu vực kết hợp với vùng hội tụ mây ngay trên khu vực, từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 9, những cơn mưa dự báo tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ. Mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, kèm theo đó là các nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tiềm ẩn cao. Mưa lớn sẽ tập trung nhiều hơn với các tỉnh vùng núi như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Sơn La với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 cho đến 120mm trong vòng 24 giờ, có nơi còn lên trên 150mm. Các nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp có nguy cơ cao. Thời tiết hoàn toàn bất lợi cho du khách đến với Bắc Bộ vào dịp này. Trong khi đó, thời tiết 24 giờ tới tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì trạng thái ít mưa và có nắng. Tiết trời giữa trưa có phần oi bức với mức nhiệt độ lên trên 35-36 độ còn diễn ra ở một vài nơi. Tuy nhiên, sang ngày 11 và 12 tháng 9, dự báo những cơn mưa tại đây sẽ gia tăng hơn, xảy ra rải rác, kèm theo dông và một vài hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Những cơn mưa sẽ làm dịu đi tiết trời ngột ngạt của một vài ngày qua, nhưng lại gây bất lợi cho các hoạt động du lịch. Do đó, du khách lưu ý theo dõi các bản tin thời tiết để sắp xếp lịch trình tham quan thích hợp, tránh bị ảnh hưởng bởi mưa dông. Xuôi xuống phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết trong ngày 10 tháng 9 cũng chỉ có mưa xảy ra ở một vài nơi, ngày nắng. Những cơn mưa sẽ gia tăng diện rải rác trong những ngày sau đó, nhưng tập trung nhiều về khoảng thời gian chiều tối. Vì thế ban ngày tiết trời nắng đẹp và vẫn thuận lợi cho du lịch. Theo nhận định, trong khi rất nhiều tỉnh thành có mưa gia tăng, thì thời tiết ở Bình Định trong cả 3 ngày tới đây phổ biến nắng nhiều và ít mưa, thời tiết có thể nói là vô cùng lý tưởng cho các hoạt động du lịch. Đến thăm đất Bình Định, ngoài những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, du khách còn có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về đa dạng những làng nghề truyền thống lâu đời và nổi tiếng như làng rèn Tây Phương Danh, làng gốm Nhạn Tháp, làng tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, làng nghề rượu Bầu Đá, làng nón Phú Gia, làng nghề làm bánh tráng. Trong số đó, rượu Bầu Đá được xem là đặc sản của tỉnh với điểm nổi bật nằm ở phương pháp nấu rất thủ công, ở cái nậm sành cổ đặc trưng cho văn hóa người Việt, có xuất xứ từ xóm Bầu Đá, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn. Ngày nay, tiếng tăm của rượu Bầu Đá đã lan rộng cả nước, trở thành một món quà không thể thiếu đối với mỗi du khách khi đến thăm Bình Định. Đến thăm vùng cao Tây Nguyên, những cơn mưa cũng tiếp tục xuất hiện vào mỗi buổi chiều, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo khả năng xảy ra dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Tuy nhiên, từ sáng cho đến đầu giờ chiều là khoảng thời gian có nắng đẹp, nhiệt độ không vượt quá mức 31 độ, tiết trời tạnh ráo và dịu mát nên khá thích hợp cho du khách khám phá những thành phố quen thuộc như là Đà Lạt, Buôn Ma Thuột hay Gia Lai, những góc cà phê lãng mạn của phố núi, thưởng thức ly cà phê thơm ngon sánh đặc nổi tiếng vào những buổi chiều mưa như thế này, chắc chắn cũng sẽ thú vị không kém. Dừng chân tại khu vực Nam Bộ, khoảng thời gian lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời vẫn là vào buổi sáng và những giờ đầu buổi chiều. Dự báo, những ngày tới, nhiệt độ tại đây sẽ dao động ở ngưỡng vừa phải, cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Sau đó đến khoảng chiều tối, mưa sẽ quay trở lại. Tuy mưa lớn tại Nam Bộ sẽ giảm hẳn đi so với dịp cuối tuần qua, nhưng vẫn còn ở diện rải rác, một vài nơi vẫn có mưa vừa mưa to và trong cơn dông đề phòng nguy cơ lốc sét hay gió giật mạnh. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo hơn cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!